khi muốn sửa đồ hay may một chiếc áo dài mới, nơi mà người dân Huế sẽ nghĩ ngay tới đó là Đông Lâu Lo Nghỉ Để Lâu Mai Chờ Đông Ba. Một nơi sẽ có các dì, các mẹ, các o đặc biệt yêu chiếc máy khâu và vô cùng thanh xuân. Chưa đơn giản là lấy liền được, có khi làm hết việc rồi đem về, làm đêm thêm. Một ngày thôi nha, vừa nhanh vừa đẹp. Có một khu chợ truyền thống nổi tiếng nhất cố đô, có một xưởng may xưa cũ đầy hoài niệm trong lòng chợ Đông Ba, có những người thợ dành cả thanh xuân tươi đẹp gắn bó cùng lầu may, những đôi bàn tay giàu kinh nghiệm may vá thân thất làm việc, và những chiếc máy may cũ kỹ vẫn định cư cùng các dì, các mẹ nơi hiệu may nhỏ. Một bầu không khí bận rộn mà vô cùng vui vẻ, nét đẹp riêng có của đất kinh kỳ xưa. Lâu mãi của chợ Đông Ba đã có từ lâu rồi, từ ngày giải phóng xong thì là đã có rồi. Đấy nên là tập trung thờ rất là nhiều, đủ các mặt hàng, cung tây có, dài có, đồ bộ có, chín có hết. Cả chứ người ta mãi cũng được hết, mà nhắn mà đẹp cả gì cả có ở đấy là có tay nghề cao, là vì thời xưa là tay nghề giỏi. Rồi cả gì cả có máy cũng rất đẹp, form đẹp, đường máy kỹ lưỡng. Khi tới lầu may chợ Đông Ba, ai cũng sẽ thấy ấn tượng bởi nét cổ kính vốn có vẫn còn nguyên vẹn. Các dãy bàn may trên lầu ngay ngắn, những tấm biển đậm chất Huế trên trần nhà kể câu chuyện thời gian cùng những người chủ tiệm dễ mến, tháng ngày bên cây kim sợi chỉ may vá làm kế sinh nhai. Công đoàn máy gỗ dài là lúc đầu là người ta đó vải nè, rồi đó nè, rồi họ cắt rồi họ ráp vô, rồi họ phải kiểm tra qua đường kim mũi chỉ cả khi qua có đẹp xong rồi mới la cho người ta rồi mới đưa khách. Nhưng mà mấy cái người khách rắn là họ quá cái đường kính mũi chỉ họ biết là thừa giỏi. Bao năm qua, các ông, các bà, các chị vẫn giữ đều những nhịp may, giữ nét văn hóa của chợ Đông Ba. Âm thanh lách cách may vá rộn ràng cả ngày. Khách ra vào nhộn nhịp, câu chuyện, câu đùa vui, đó chính là niềm vui dung dị đời thường của những người thợ lành nghề nơi đây. Mãi mãi quá những người mố cùng quái mãi là giống như là bàn thân lần đó nè. Ngày mố cùng ra chùi mãi rồi mãi giống như bàn bè được. Ở ngày cũng vui vẻ lắm, từ sáng từ tuổi chị em cũng thân tinh lắm. Đi gần nhau mấy mấy năm rồi, giống như gia đình nữa, cũng rất vui. Cảm như là gắn bỏ về cái lâu mãi như là nhà của mình nữa. Người mố cũng là mãi ở đấy lâu trên 40 năm rồi. Lúc nào yêu chợ Đông Ba, yêu lâu mãi. Muốn nghỉ hưu, cứ làm mãi, có sức khỏe là cứ làm mãi, ngư nghỉ. Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, lầu may chợ Đông Ba với nguyên nét xưa xứ Huế là cả một thời tuổi trẻ, là cuộc đời, là tình yêu mà mỗi người thợ dành chọn cho tiệm may vá của riêng mình.